Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Những ngày gần đây các bạn đã được nghe rất là nhiều thông tin về chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus. Và vì vậy trong video này thì mình sẽ cùng các bạn so sánh camera giữa iPhone XS Max, tức là chiếc flagship đứng đầu của Apple thời điểm bây giờ, và chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus cũng là flagship đứng đầu của nhà Samsung luôn. Hãy cùng mình tìm hiểu xem là chiếc máy nào sẽ có camera tốt hơn nhá. Ok, bắt đầu video với mình thôi. Bạn nào quan tâm đến Samsung Galaxy Note 10 Plus thì đừng quên truy cập đường link đặt hàng của Di Động Việt mình để phần mô tả của video nhá. Đang có rất nhiều những cái phần quá hấp dẫn cho những bạn nào đặt trước chiếc điện thoại này. Với những cái camera này thì ở trên Note 10 Plus năm nay sẽ có thêm rất là nhiều những cái tính năng hay ho và thú vị. Đặc biệt một cái điều mình thích ở Note 10 Plus đó chính là khả năng chống rung. Và như các bạn đang thấy ở trong video thì chiếc Note 10 Plus cho khả năng chống rung đang là tốt hơn so với XS Max. Nói chung là S10, S10 Plus năm nay làm chống rung đã tốt, vì vậy không có nghĩa gì mà chiếc Note 10 Plus ra mắt lại không chống rung tốt cả, đúng không các bạn? Nói về khả năng chống rung ở trên Note 10 Plus thì mình cực kỳ thích cái tính năng siêu ổn định ở trên chiếc máy này, bởi vì khi mà bật lên rồi thì cái việc chống rung cho video nó trở nên vô cùng dễ dàng. Các bạn cầm điện thoại như là cầm gimbal luôn, cho dù các bạn có xoay như thế nào thì máy vẫn chống rung cực kỳ ngon ở chế độ này. Và trên Note 10 Plus còn được trang bị thêm một tính năng gọi là video lấy nét động. Với cái tính năng này các bạn sẽ có những cái video có khả năng xóa phông giống như kiểu là trên Huawei P20 Pro đã từng làm. Và ở đây thì mình đã demo luôn cho các bạn cái tính năng này ở 4 chế độ khác nhau. Note 10 sẽ hỗ trợ các bạn xóa phông kiểu bình thường này, xóa phông kiểu vòng tròn lớn, xóa phông kiểu điểm màu và xóa phông kiểu nhiễu sọc. Với 4 kiểu này mình nghĩ rằng là video ra nó khá là ạt và có cái gì đó thú vị. Tuy nhiên thì cái điểm trừ việc xóa phông này là các bạn sẽ cần phải có khuôn mặt thì mới có thể là quay video xóa phông được, còn không tìm được khuôn mặt thì sẽ không quay video xóa phông. Và như vậy là mình đã cùng các bạn đi xong cái phần video ở trên hai chiếc máy đó chính là XS Max và Note 10 Plus. Tại sao mình đi phần video này trước? Bởi vì các kênh đều đi phần ảnh trước sau đó phần video. Mình quyết định là đi ngược lại một chút cho nó lạ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn đến phần ảnh ở trên hai chiếc máy này. Đầu tiên là trong điều kiện đủ sáng đi, thì với cái bức ảnh này các bạn sẽ thấy rằng là màu ảnh ở trên Note 10 Plus nó có phần rực rỡ hơn, bởi vì ở Note 10 Plus nhận cảnh và sau đó tức liền áp filter màu lên. Đồng thời là các bạn để ý cái phần lá cây của Note 10 Plus trông nó cũng đậm đà hơn so với lá cây ở trên chiếc XS Max. Và một cái điểm cuối cùng các bạn để ý đó chính là phần bầu trời. Với bầu trời XS Max sẽ được giữ lại màu gốc của bầu trời, đó chính là cái màu xám xám của mây. Còn ở trên chiếc Note 10 Plus thì mây nó sẽ sang màu hơi xanh xanh này, bầu trời nó cũng xanh hơn. Tiếp theo là mình chụp bức ảnh mà bầu trời chỉ có mình mây thôi. Với bức ảnh này thì mình thấy rằng là mây ở trên iPhone XS Max nó có phần nổi khối hơn so với chiếc Note 10 Plus. Tuy nhiên Note 10 Plus lại một lần nữa là phủ filter màu xanh lên làm cho bầu trời trở nên trong xanh hơn. Còn bầu trời trên chiếc XS Max này thì giữ đúng như cái màu trời lúc đấy, tức là nó có phần nó hơi xám xịt một chút, kiểu trời sắp mưa các bạn, Sài Gòn tầm này dễ mưa lắm. Và khi mà mình chụp ảnh bầu trời thế này, lập tức Note 10 Plus liền gợi ý mình tại sao không bật camera góc rộng lên để bức ảnh nó ảo hơn, nó đẹp hơn nhở. Và thế là mình quyết định bật lên. Và đây là thành quả mà mình thu được. Như các bạn thấy, một bức ảnh nhìn nó rất là rộng lớn, bao la, hùng vĩ, mây miếc nhìn vô cùng là đẹp, kiểu mây quận ấy, còn ở trên là tòa nhà của chúng ta bao xung quanh lấy mây. Nói chung là bức ảnh này mình rằng rất là ưng ý. Tiếp theo là bức ảnh mình chụp lá cây. Với bức ảnh này thì mình sẽ đưa máy lại gần để thử cái khả năng xóa phông cũng như là độ lấy chi tiết của máy. Và cái điểm đầu tiên mình thấy đó chính là về màu sắc. Màu sắc của chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus lập tức thấy lá cây là xanh lè luôn. Đây là cái điểm mình gặp ở trên cả S10, S10 Plus nữa. Và cái xanh đôi khi nó hơi thái quá một chút. Mình thích cái xanh được giữ lại ở trên chiếc iPhone XS Max. Tuy nhiên là về phần chi tiết thì lần này iPhone XS Max lại thua so với chiếc Note 10 Plus. Khi chúng ta zoom kỹ lên phần lá cây và nhìn vào từng cái phần gân lá nho nhỏ ở bên trong, lúc này các bạn thấy rằng là chiếc iPhone XS Max đã có phần thua thiệt về độ chi tiết so với lại chiếc Note 10 Plus rồi. Với cái bức ảnh này thì mình đang chụp cánh cửa của chúng ta, và đây là một lần nữa các bạn lại thấy màu sắc chênh lệch. Với chiếc iPhone XS Max màu sắc nó sẽ hơi ám vàng một chút, còn ở trên chiếc Note 10 Plus sẽ là ám xanh. Tuy nhiên thì với cái màu sắc này ấy, những bạn nào mà thích hậu kỳ các bạn nên chọn cái sự ám vàng ở trên chiếc XS Max. Còn ở trên Note 10 Plus thì kiểu như đã filter màu vào rồi, vì vậy các bạn mà có vẻ hậu kỳ lại nó cũng hơi khó. Tuy nhiên nếu như bạn là một người mà thích chụp ảnh kiểu ăn liền thì các bạn nên chọn ảnh trên Note 10 Plus, vì mình thấy rằng là với cái bức ảnh này hoàn toàn tự tin mình có thể đăng lên sống ảo được luôn và mình không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Đến với bức ảnh chụp ở trong nhà, lúc này thì mình đang lấy nét vào chính giữa bóng đèn của chúng ta luôn, vì vậy là xung quanh sẽ hơi tối hơn so với bóng đèn. Lúc này thì mình thấy rằng cả hai chiếc máy kiểm soát ánh sáng rất là tốt, bóng đèn vô cùng tròn trịa. Tuy nhiên thì lúc này khi chúng ta zoom kỹ hơn vào phần trao đèn thì các bạn sẽ thấy rằng là cái màu vàng ở trao đèn của chiếc Note 10 Plus nó có phần đậm hơn so với XS Max. Và mình là một người quan sát thực tế cái trao đèn này thì màu ở trên iPhone XS Max là màu chuẩn của trao đèn, còn màu ở trên trao đèn của Note 10 Plus là cái màu đã bị làm đậm lên rồi. Cái màu vàng của dỉ sét ở trên trao đèn nó không có thật nữa. Tiếp theo là về kể cả là cái màu sắc của bóng đèn thì cái màu bóng đèn ở trên Note 10 Plus nó cũng bị làm lệch màu luôn. Về phần độ chi tiết thì mình đánh giá cao XS Max hơn, bởi vì khi mình nhìn ở cái phần số được dập ở bên trong trao đèn thì XS Max nó giữ lại chi tiết là tốt hơn so với chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus. Có một cái điều mình khá khó hiểu là không hiểu tại sao XS Max cũng lấy nét vào trong phần đèn của chúng ta, cái bóng đèn ấy thì xung quanh nó vẫn còn giữ lại được độ sáng. Thế nhưng mà trên Note 10 Plus tất cả nó đều đen xì ở xung quanh luôn, chỉ còn giữ lại duy nhất là ba cái bóng đèn của chúng ta, khá là khó hiểu cái vấn đề này. Cũng bởi vì là thắc mắc như vậy nên mình đã chụp thêm một bức ảnh nữa ở trong nhà. Với bức ảnh này thì mình chụp hai máy đều là auto tự động lấy nét, mình không hề chấm vào bất kỳ đâu cả. Trong ảnh này thì iPhone XS Max vẫn tỏ ra mình là người khả năng kiểm soát độ sáng tốt hơn. Khi mà các bạn zoom kỹ ở phần ánh đèn này thì cái bóng đèn ở trên iPhone XS Max nó nhìn nó tròn trịa, nó không bị lem ra, chúng ta vẫn giữ lại được cái phần trao đèn.
Trong khi đó thì ở trên chiếc Note 10 Plus hoàn toàn ánh sáng bị lem hết ở phần trao đèn luôn. Và cuối cùng là bức ảnh trong điều kiện thiếu sáng, các bạn nhìn cầu thang có quen thuộc không ạ? Với cái cầu thang này của mình thì các bạn có thấy rằng là chiếc Note 10 Plus đang tỏ ra cái khả năng của mình chụp ảnh thiếu sáng là hơn rõ rệt so với iPhone XS Max. Với bức ảnh trên Note 10 Plus nhìn nó sáng hơn và độ chi tiết giữ lại cũng là tốt hơn so với lại trên iPhone XS Max. Thế còn về phần chụp ảnh chân dung nha, chiếc máy này thì sao? Các bạn nhìn hai bức ảnh mình đang có ở trên màn hình đi, các bạn sẽ thấy rằng là iPhone XS Max vẫn giữ lại truyền thống của nhà Apple, tức là chụp ảnh rất là thật. Người ta có cái gì là đưa lên đúng hệt như vậy. Thế nhưng mà những cái phần tóc tơ nho nhỏ xung quanh của nhân vật thì lại bị xóa mờ mất. Trong khi đó với ảnh ở trên chiếc Note 10 Plus chúng ta thì vẫn giữ lại những cái phần tóc này. Tất nhiên là có xóa lẹn vào nhưng mà xóa lẹn ít hơn so với lại chiếc XS Max. Đổi lại thì Note 10 Plus lại có một cái khả năng, đó chính là tự động cà da nhân vật. Với cái phần da này thì Note 10 Plus xử lý lại làm sao để trông nó đẹp, nó mịn màng nhất chứ không hề là để nguyên si như là trên XS Max. Thực ra cái này thì tùy người, sẽ có người thích người không. Cá nhân mình là một người mà thích rằng là da rẻ của mẫu chụp lên đẹp, mình đỡ ở Photoshop nên là mình chọn chiếc Note 10 Plus. Còn bạn nào mà thích về hậu kỳ thì bạn chọn XS Max thôi. Đến cái phần chụp ảnh selfie thì mình không có mượn được mẫu nữa, mình đành phải dơ cái mặt mình ra thôi. Và các bạn thấy đấy là mặt mình ở trên chiếc Note 10 Plus được cà da rất là kỹ, trông trắng trẻo đúng không? Thế nhưng mà ở trên chiếc XS Max thì sao? Mặt mình hiển thị đúng những gì mình đang có luôn. Có bao nhiêu mụn thì da đen là lên hết, rất là buồn. Và với các bạn có thể là sự khởi đầu cho việc đi mua một trong hai chiếc điện thoại này, nhưng với mình sẽ là sự kết thúc của việc làm cái video so sánh camera giữa iPhone XS Max và Note 10 Plus. Các bạn thấy sao về camera của hai chiếc máy này? Hãy kiến bình luận cho mình cùng biết nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.